Vâng, có thể khẳng định chủ trương của tỉnh hỗ trợ xi măng làm đường giao thông là đúng đắn và hết sức ý nghĩa. Tuy nhiên hiện nay do nhu cầu ở các địa phương lớn nên việc cung ứng xi măng từ đơn vị sản xuất chưa thể đáp ứng kịp thời. Ngoài ra còn có cả những nguyên nhân chủ quan từ phía các địa phương. Vì thế đã khiến cho tiến độ làm đường giao thông theo chủ trương của tỉnh đang bị ảnh hưởng. Và đây cũng là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm, gửi gắm tới kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 sắp tới. Theo kế hoạch, Tổ dân phố Gai, thị trấn Đổi Ngô sẽ triển khai làm 3 tuyến đường giao thông liên thôn theo chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh, với tổng chiều dài là 1,6 km. Tuy nhiên đến nay mới chỉ làm được 500 mét, số còn lại đang dở dang. Người dân thì rất là đang hồ hởi, phấn khởi để thực hiện theo cái mô hình nông thôn mới. Thế nhưng mà bây giờ đang ách tắc ở cái phần cung cấp xi măng. Thế thì về phía thôn thì cũng muốn đề nghị với lại các cấp lãnh đạo, với lại nhà máy làm sao để hỗ trợ để thực hiện theo cái chương trình dự án là trước cái tháng 12 năm 2017. Ngay sau khi có kế hoạch triển khai, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đổi Ngô đã vào cuộc một cách quyết liệt, vận động bà con hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công để làm đường. Thậm chí ngoài nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh và 100 triệu đồng một km đường của huyện, Ủy ban Nhân dân xã còn hỗ trợ người dân làm đường toàn bộ cát và sỏi. Thuận lợi là vậy, thế nhưng đến nay, cả xã cũng mới chỉ làm được 900 mét trên tổng số kế hoạch đề ra là 3,7 km. Chúng tôi cũng có lắm bắt được là hiện nay là ra lấy nhưng mà cái xi măng thì không có. Thế bởi vì là lý do thì là về phía nhà máy thì họ có ý kiến là chưa chuyển ngân sách cho. Thế và cái thứ hai nữa là nhà máy thì họ cũng có ý kiến là thiếu bao bì. Theo kế hoạch, toàn huyện Lục Nam sẽ triển khai làm 44 km đường giao thông nông thôn trong năm nay. Tuy nhiên đến nay mới có 25 km được hoàn thành. Nguyên nhân là do đơn vị cung ứng không sản xuất kịp. Cùng đó là việc làm thủ tục chuyển tiền của phòng chuyên môn chậm. Phòng tài chính trong công tác là hướng dẫn các xã trong việc thanh toán cái tiền xi măng cho đơn vị cung ứng xi măng để tháo gỡ khó khăn cho các xã trong cái việc lấy xi măng. Cái thứ hai là tập trung chỉ đạo các xã là hoàn thiện cho mặt bằng, điều kiện mặt bằng hoàn thiện lên để tập trung vật liệu để triển khai lấy xi măng và về triển khai xây dựng đảm bảo theo cái tiến độ kế hoạch. Không kịp chuyển tiền cho đơn vị cung ứng xi măng, đơn vị cung ứng xi măng thì không đáp ứng đủ số lượng dồn dập một lúc nhu cầu xi măng của các địa phương. Điều này không chỉ xảy ra ở huyện Lục Nam mà đang diễn ra ở hầu hết các huyện trong tỉnh. Việc tháo gỡ khó khăn để không gây ảnh hưởng đến phong trào làm đường là việc làm cần phải được các địa phương và đơn vị cung ứng xi măng khắc phục kịp thời.